Xin chào tất cả các khách hàng của DK Iram Beauty ạ. Và hiện giờ thì tôi đang có mặt ở khu kỹ thuật của DK. Ngày hôm nay thì chuyên gia của chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện ca laser cho một chị khách hàng đến từ Cao Bằng. Theo như tôi vừa tìm hiểu thì cái cặp lông mày này chị đã làm được 6 tháng. Nhưng tuy nhiên thì mọi người có thể thấy cái tình trạng lông mày khá là đậm. Và bây giờ thì em xin mời chuyên gia phân tích cái tình trạng lông mày của chị khách hàng ạ. Da của bạn này thì mỏng nề này, lông mày dáng thô ngang và mực còn khá là đậm, mới làm nhưng mà phần dưới của bạn ấy gần như đã bị trổ rồi đây này, trổ đỏ đây này, đó, phần đầu cũng thế này. Mình sẽ bắt đầu sử dụng cái cường độ là 500, hôm sau mình chỉ để 9 thôi. Vâng ạ. Và nếu như mà các chị em thường xuyên theo dõi DK ở trên fanpage ý, thì đều nắm được là chúng tôi sở hữu một cái công nghệ hiện đại và an toàn nhất hiện nay, đó là công nghệ Silaser Picomax. Đó, và như mọi người có thể thấy thì khi mà tia laser tác động lên bề mặt của da thì chỉ tác động hút mực thôi. Ngoài ra thì cái vùng da của chúng ta không hề bị ảnh hưởng gì cả. Đó, mặc dù là cái gốc mực này là gốc mực mới thì so với những công nghệ cũ đó, thì nó sẽ rất là khó để mà có thể hút được mực. Đấy, nhưng bây giờ mọi người có thể thấy cái sự khác biệt đó. Vâng, đó, sự khác biệt lúc trước và sau khi hút. Đó, mọi người có thể thấy nhìn rất là rõ rệt. Chị ơi thì không biết là trong cái quá trình laser thì mình thế nào hả chị? Mình có bị đau rát thì khó chịu gì không ạ? Hơi châm chích một tí xíu. Chị hơi châm chích chút xíu thôi đúng không ạ? Vì cái tình trạng da của chị khách hàng này của chúng ta thì như thế nào hả chị ta? Da của bạn này cũng mỏng. Da mỏng đúng không ạ? Da mỏng đúng không ạ? Mình có thể thấy nhất là cái vùng lông mày không hề có cái dấu hiệu là bị cháy, trụi lông, khác hoàn toàn so với những cái công nghệ ở cơ sở khác. Đó. Vâng, thì với cái cặp lông mày này thì chắc chắn là sẽ phải laser theo liệu trình đúng không ạ? Vâng. Thì chúng ta nếu như mà các chị em lông mày hỏng này, lông mày lỗi và đặc biệt là những cái lông mày mà bị trổ đỏ ấy, thì chúng ta hãy gửi cái tình trạng của mình trực tiếp qua fanpage của DK để chuyên gia và đội ngũ tư vấn của chúng tôi để có thể tư vấn chi tiết về cái tình trạng các bạn cũng như là về những cái chương trình đang được áp dụng ở tại DK mọi người nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.